Dạ xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô Lê Kim Ma mới về nha. Hàng mới không nghe chị, hàng tiễn luôn ha. Đó, dưới một cây lài bông kép. Hàng nằm trong chậu á, trong chậu mũ nè chị con nè, cái miếng mũ con nè, nguyên chậu mũ luôn nha, trồng mấy chục năm rồi. Ba chục năm mới được cây lài ha, lài bông kép ha. Dưới mấy cây chôm chôm Thái mới về được 5 cây chôm chôm Thái nha anh chị. Đó, hỏi anh chị nào cần đó. Này cây cũng trung bình thôi. Cô chú anh chị nào mà nhà nhỏ nhỏ trồng cũng được ha, có trái ăn nha anh chị. Chôm chôm Thái đây, cái lá rõ ràng luôn nha anh chị. Rồi cây đầu tiên là cây Lê Kim Ma hay gọi là cây trứng gà, dáng bay cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Rồi em đo hoành đi em. Mã số là 205 ấy. Em đo cái eo này thôi ha. Quanh thân này là 50. Cái thân này thôi là 50 ha, còn nguyên cũ này em nghĩ chắc cỡ 6-70 vậy nha anh chị nè, rất là bự luôn nè. Cái thành bay từ cái đọt đó tới đó là 1,5 m đi. Nếu mà từ đây qua đây chắc cầm 1,7 m nè. Đây 1,5 m mà đây chắc có 1,7 m nè. Nó được kính bầu 83. 63. Mã số là 205. Chị coi tuyệt đẹp luôn. Rồi anh quay qua anh kia cái đi thôi. Quay em một vòng. Dưỡng không? Không quay lại đi. Quay lại cho anh em ta xem lại. Quay lại bên kia luôn. Đó, dáng bay cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Đó, cái dáng bên đây mới đẹp dữ nè. Rồi nhìn được rồi anh ơi. Rồi cây mã số là 205. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3,5 triệu nha. 205 em bao ship cho mình luôn. Tiếp theo cũng là Lê Kim Ma, gọi là cây trứng gà nha anh chị. Hàng này hàng mới em mới về không nha anh chị. Nó mới bứng không nè, ngủ một đống luôn ha. Đó, hàng mới bứng không nha anh chị. Cụ đế 206. Cụ đế rất là đẹp luôn, 206. Cây này dáng trực ha. Hoành 46. Chiều cao 1m1. Đường kính bầu 54. Mã số là 206. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,3 triệu thôi. Em để rẻ luôn ha anh chị. 1,3 triệu. Cây trứng gà luôn. Bao ship luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo là cây trứng gà luôn ha anh chị. Hàng đẹp nha anh chị. Đó, hàng nhỏ mini mà đẹp. Mã số 207. Nãy lúc chở về nó có bị chày này miếng. Hoành 24. Chiều cao 31. Hình thú luôn chị, chân trước chân sau có nha chị. Đó, mã số là 207. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,4 triệu nha. Nhỏ mã đẹp nha chị, 1,4 triệu. Cây Lê Kim Ma hay gọi là cây trứng gà ha. 1,4 triệu bao ship cho mình luôn. Rồi tiếp theo cây hoa lài nha. Hoa lài bông kép nha chị. Đó, bông bự ha, bông bành kia vậy nè, màu trắng. Cây này hàng VIP mới về luôn nha anh chị. Cây này là người ta trồng trong một cái sọt mũ ha. Mới cắt sọt mũ nè, vỏ còn nè. Dưới hai có một cây mai, nó đâm vô nhánh đây, quay quay đây. Có cây mai ha, nó có cây rễ đâm xuống đây nè. Đó, nữa anh chị muốn để thì chơi thì để ha. Đó, để cây mai bên đây mình chơi cây mai nhỏ bên đây ha. Là hơi lạ ha anh chị. Đây cây bông lài. Đây thì hổm trở về nó bị chạy đen miếng, cộng rễ thôi, không gì hết nha anh chị. Xa keo rồi. Loại này cũng dễ kéo lắm. Như hai cây này rất là to nè, chị coi cái thùng mũ nè, em thấy con thùng mũ cắt còn luôn ha. Do đó mới được có bộ đế như thế này nha anh chị. 30-40 năm mới được bộ đế như thế này ha. Chứ mà trồng trong cái ấy là bình thường dưới đất là nó bẹ rễ ra ha. Nè, củ đặc luôn nè anh chị. Hết biết luôn ha, em đo cái thằng hoành thân này cho em anh cái. Hoành eo là 34. Eo này là 34 ha, còn nguyên cái củ đế anh chị coi nè. Củ đế đặc luôn ha anh chị. 90. Củ đế đặc là 90. Ở hàng này lâu lâu hiếm mới có một cây ha. Cây này chắc tầm cỡ 2,5 m nha anh chị. Cỡ 2,5 m á. Rất là khủng luôn chơi. 2,5 m. Đường kính bầu 54. Hiếm lắm mới có một cây này 30-40 năm anh chị ơi. Rất là to và đẹp. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3,900,000 nha. Em bao ship tặng nhà 3,9 triệu nha anh chị. Cây to đẹp lắm ha. Mã số 208. Rồi tiếp theo là lô chôm chôm Thái nha cô chú anh chị. Hàng cũng mới bứng về luôn ha. Lá chôm chôm đây. Chị nào nhà nhỏ nhỏ mình cũng kiếm cây chôm chôm Thái về mình đặt cây chơi ha, cho có trái ăn nha anh chị. Chôm chôm Thái này rễ nó đầy nhóc, chơi rễ tơ nhóc nhiều lắm, do đó nó rất là dễ sống nha anh chị. Mã số là 209. Cây này thì cái mặt bên đây có cái thẹo hồi xưa thôi, cũng lâu rồi nè. Nó cũng kéo mép hết nha anh chị. 209. Hoành là 38.
chiều cao 1m26, đường kính bao 38. Rồi cái này em để rẻ anh chị 750 rồi, em bao ship luôn ha, 750.000, chôm chôm Thái nha anh chị, lâu lâu mới có một cây. Rồi tiếp theo 210, lâu lâu mới có một lô chôm chôm Thái nha anh chị. Hoành 30, hoành 30, chiều cao 93. Nè anh chị thấy rễ tơ của nó rất là nhiều, do đó rất là dễ sống. Đường kính bầu 39. Chôm chôm Thái anh chị, mã số là 210. Rồi cái này giao lưu với anh chị 850 nha, em bao ship tặng nhà 850.000. 210. Rồi tiếp theo 211. Về được chi được có 5 cây chôm chôm Thái lên chị. Cây này cũng khá đẹp nè chị. Củ đế to lắm. Hoành củ đây là 49. Hoành củ đây là 49 nguyên đo ha. Nguyên đây là 49 nè chị. Đo xích lên này miếng. Hoành eo 35. Hoành eo 35. Đây cũng có cái sẹo ngày xưa thôi. Chiều cao 1m12. Chiều cao 1m12. Đường kính bầu 45. Liền hết trơn à. Rồi cái này giao lưu anh chị cũng 850 thôi, bao ship tặng nhà cho 850.000. Chôm chôm Thái nha anh chị. Rồi tiếp theo 212. Cũng là chôm chôm Thái luôn. Hoành 32. Hoành 32. Chiều cao 87. Chiều cao 87. Đường kính bầu 45. Đường kính bầu 45, mã số là 212. Cái này em để rẻ anh chị. Rồi 650 lên chị ơi. Chôm chôm Thái nha anh chị, cực kỳ mềm cho anh chị chơi ha. Cái nào chị nào chưa có cây này mình sưu tầm một cây để mình chơi ha. Cây này nổ xù lên luôn nè chị, nguyên cục chỗ này luôn nè. 213. Về mình vô chậu mình trồng cũng được ha, hoặc mình đem xuống đất mình để á, nữa có bông có trái nha anh chị. Hoành 29. Hoành 29. Chiều cao 73. Chiều cao 73. Đường kính bầu 40. Đường kính bầu 40, mã số là 213. Rồi cây này giao lưu anh chị 750 nha, bao ship tặng nhà luôn. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký, em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó, từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. Cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán cái lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắt bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được.
rất là ok ha, gọi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nha cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, nè là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha anh chị. Nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình á. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Ừ, cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh giờ bằng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bán nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Ừ, gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây, em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè, đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén. Em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha của anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mít nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Đó, em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ cho cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị, cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè, đây. Đó. Đó,
hàng rất là đẹp luôn nha quý chú chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, này mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nghe cô chú anh chị. Đó, lô này rất là mạnh. Kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị, sử dụng rất là tốt. Từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì...